Hôm nay Giáng áo pháo sướng thật đấy. Đi đâu cũng mọi người đây thì rất là quý khách các bạn. Thế liệu các bạn đây là bạn Thảo các bạn. Bữa trước thì bọn mình với Đô gặp ở trên Tà Mong, cái chợ phiên Tà Mong này thì bọn mình rất là vui có sự lời mời của mẹ của bạn ấy và bạn ấy đến nhà bạn Thảo chơi các bạn. Nay thì bọn mình cũng sẽ giới thiệu cái một chút về cái văn hóa bản sắc của đồng bào người Thái ở nhà của bạn nhà bạn Thảo luôn. Thứ nữa là quay lại cái cuộc sống của bạn Thảo. Kiểu gì bạn Đô cũng hỏi về là cái tục ngủ thăm các kiểu. À, chọc sàn chọc sàn. Bây giờ nhà bê tông thì chọc kiểu gì? Bây giờ chọc mình nhảy sang nhà sàn ngủ. À, khi chọc sang nhà sàn ngủ. Sáng tạo nhỉ. À, cái gì nhỉ? Như hôm nọ mình chương trình cái phong tục của người Thái có nghĩa là chung chăn chung chiếu ấy. À. Ừ. Chung chăn chung chiếu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với A Pháo TV và Giàng A Pháo. Xin chào các bạn. Đây là Đô các bạn. Tiếp theo hành trình series các bạn tại bản Thái người Lai Châu. Nay thì bạn Đô mình vẫn chưa bán được giá các bạn ạ, thế nên vẫn còn tồn tại và đồng hành của mình. Mình đang đi tiếp tục nha các bạn nhé. Bọn mình đang có mặt tại một bản người Thái và với bạn Đô đi tìm hiểu phong tục tập quán tại một cái bản này và bọn mình sẽ hành trình khám phá tại bản này. Các bạn nhìn thấy không? Xa xa. Ở đây là mình để ý là từng bản người ta sống tập trung các bạn. Sống tập trung nhau. Từng một khu luôn, mỗi bản cách nhau vài km mà mỗi bản thì sẽ có rất là nhiều những hộ gia đình sống tập trung nhau cách nhà vài mét là đã thấy hàng xóm rồi. Đúng rồi, bạn Đô đang nói thế. Bọn mình đang có mặt tại bản Lướt của huyện Than Uyên Lai Châu các bạn. Đi cùng anh em bọn mình thôi, xem có gì hay. Đây các bạn, nay thì mình video vào thăm bản một cái bản này và thời điểm này thời tiết khá là đẹp luôn. Buổi sáng mùa đông mà được nắng vàng như này là đẹp đấy các bạn. Và bản này nằm bên dưới những cái triền đồi như này các bạn này. Vẫn giữ được cái rừng nguyên sinh các bạn nhé. Mình ban một lượt máy các bạn. Và các bạn xem toàn cảnh, lúc sau thì sẽ đi vào một hộ gia đình nào đấy chơi. Đó. Chính là những cái ngôi nhà sàn như này các bạn ạ. Ồ, đây rất là hay này. Đó chính là vườn rau. Hiện tại cũng chuẩn bị vào vụ rồi các bạn. Và cái này thì mình nghĩ là ruộng và đang nghỉ đông, thế nên là người ta tận dụng cái chỗ này để trồng rau. Bên dưới này thì ruộng thì đã được đổ ải nước rồi các bạn. Đó. Đây rồi các bạn. Sau một hồi tìm hiểu thì bọn mình đã được sự đồng ý và bọn mình sẽ lên nhà này chơi các bạn nhé. Nhà một thiếu nữ. Mình thấy rất là nhiều. Chào cô ạ, chào chị. Xin chào các bạn. Xin chào. Chào em gái nhá. Xin chào các bạn. Rồi. Đây là một bạn cho bọn mình lên chơi được không? Lên nhà chơi được không? Lên nhà đi ạ. Bọn anh lên nhà đi. Rồi, bọn mình sẽ lên nhà của bạn gái chơi các bạn nhá. Hôm nay Giáng áo pháo sướng thật đấy.
Đi đâu cũng mọi người đây thì rất là quý khách các bạn. Thế liệu các bạn đây là bạn Thảo các bạn. Bữa trước thì bọn mình với Đô gặp ở trên Tà Mong, cái chợ phiên Tà Mong này thì bọn mình rất là vui có sự lời mời của mẹ của bạn ấy và bạn ấy đến nhà bạn Thảo chơi các bạn. Hôm nay thì bọn mình cũng sẽ giới thiệu cái một chút về cái văn hóa bản sắc của đồng bào người Thái ở nhà bạn nhà bạn Thảo luôn. Thứ nữa là quay lại cái cuộc sống của bạn Thảo. Kiểu gì bạn Đô cũng hỏi về cái tục ngủ thăm các kiểu. À, chọc sàn chứ. À, chọc sàn là. Bây giờ nhà bê tông thì chọc kiểu gì? Bây giờ chọc mình nhảy sang nhà sàn ngủ. À, lúc chọc sang nhà sàn ngủ. Sáng tạo nhỉ. À, cái gì nhỉ? Như hôm nọ mình đấy, mình thuyết trình cái phong tục của người Thái ấy. Tông nghĩa là chân 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 chiếu ấy. À. Ừ. Chân 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 chiếu đó. Chúng ta chân chiếu là thành vợ chồng rồi đúng không ạ? Vâng. Tức là thành vợ chồng rồi mới thành chúng ta chân chiếu. Thì lúc như mà mình lấy ví dụ là... Em cho anh xem một cái ảnh của em làm. Chú ạ. Thế nếu như mà hai vợ chồng bỏ nhau rồi thì chúng ta chân chiếu thì... Thế nào? Có cắt đôi hay là cưa đôi cái chân cái chiếu ấy không? Không, nếu mà tùy thôi, cũng tùy thôi. À không, này thật. Tại vì là theo em tìm hiểu ấy, thì một số nơi ví dụ như người Giao ấy thì cái phúc cả của họ rất là quan trọng. À, khi mà hai vợ chồng mà đã không ở với nhau được nữa gọi là chia tay ấy, thì người ta sẽ trẻ đôi cái đũa cả mỗi người một người vợ một cái một bên người chồng một bên hoặc là con cái các kiểu là chia tài sản các kiểu. Hình như là ở trên mình là không như thế đúng không? À, mình muốn đây nhưng mà bây giờ mới sớm nói nhỉ, cứ hỏi à đúng rồi, con phun bắn cái nó ấy. Không đúng là chia nhau rồi đấy. Đúng rồi, đúng không? Tức là có ly dị nhưng mà đến mức độ là không thể hòa hợp nữa thì người ta sẽ cắt đôi cái chiếu, cắt đôi cái chăn này đúng không? Ừ, kệ luôn nhưng mà ông kia cũng đáy thịt thôi. Đáy thịt lại mê, đáy thịt lại đáy thịt thôi. Đúng rồi. Giới thiệu các bạn đây là mẹ của bạn Thảo các bạn nhé. Đây, mẹ vợ của một ai đấy các bạn, rất là trẻ luôn. Hôm nay được cô và bạn Thảo mời lên chơi các bạn. Rất là vinh dự. Mình sẽ đi chợ các bạn, theo đề xuất của mẹ bạn Thảo thì mình sẽ đi chợ. Nãy thì mua được khá là nhiều thứ rồi và cái thứ cuối cùng chốt đó chính là con gà. Đúng rồi. Hộ anh với. Xem bao nhiêu ngân lượng. Mua gà bán luôn cả lồng không ạ hay như nào ạ? Bọn mình đi mua gà các bạn. Ở đây chợ mọi người bán đi mặt hàng hàng ngay cạnh đường ấy. Em có thích ăn đồ chua không em? Em có ạ. Em xem kiểm tra xem có đồ gì không? Ok. Nhưng mà ở đây làm gì có me đâu. Ở dưới có ấy ạ. Me nhà bạn này có đúng không? Em về mời cô ra hơn để bỏ. Đây em phải pha lên, pha đi. Cái này phải chọn vỏ mỏng nhá. À. Vỏ mỏng, mỏng mới ngon. Mỏng mới ngon đúng không ạ? Tức là theo kinh nghiệm của chị là chọn là vâng, tức là chọn quả vâng ạ, tức là chọn quả to tròn và vỏ mỏng đúng không ạ, thì mới ngọt. À ông Thảo, to tròn vỏ mỏng, kinh nghiệm chọn củ đậu các bạn mới ngọt, nhưng mà củ đậu ở đây mình ngon rồi. Trồng ở đất khác thì nó lại không được ngọt đấy. Má khai với anh đi cân. Nóng bất chợt quá đấy. Cân hộ cháu vậy ạ. Ăn, vừa nãy mình mua ấy. Cho cháu hai bó này. Để làm gì đấy cưng cậu? Vừa rồi mua rồi nhưng mà khá là ít. Lụng vào măng hay là... xào ăn thôi. Má chít thì chưa chửa. Thế mình chọn cái nào chửa ấy? Mà
phải chiều mới ngon à? Anh nghĩ là phải là học sinh 18 tuổi ngon nhưng là phải chửa mới ngon à? Có cái phải chửa mới ngon, không phải cái non tơ mảnh mảnh là ngon đâu em ạ. Non tơ non thì ngon, hóa ra phải chửa ngon. Thì chọn cái chửa đấy ạ. Chửa cũng đấy. Thì mình cứ chọn chửa thôi. Hay là lấy một bó. Đi. Mình sẽ mua hai bó bông chít chửa các bạn. Ngon. Cái ngon là không ngon đâu đúng không ạ? Đúng rồi. Phải mình ngon không ngon đâu. Cái bông chít chửa mới ngon các bạn nhé. Nó mà giống cái đua đấy, giống cái bông lau ấy. Thì nó phải bắt đầu ra bông non thì mới ngon các bạn. Nhưng mà bông già thì cũng sẽ không ăn được nữa. Nhờ. Bộ đồ xong rồi các bạn, bây giờ thì đi về. Ô con gà kiểu gì? Không có túi à em? Ôm về thôi. Ôm về hả? Ôm thật hơn ôm về thì ôm. Chào cô ạ. Yeah, rau vậy ạ? Hải rau. Bọn mình đi chợ về rồi các bạn, rất là nhiều thứ luôn đấy. Để xem hình như là có con gà sống nữa cơ. Bây giờ phải mổ gà. Đây là một cái ngôi nhà sàn của đồng bào người Thái các bạn ạ. Và đây là nhà của ông bà ngoại. Nhà bạn Thảo. Đó. Mọi người đang ở bếp hết rồi. À mọi người đang bếp à? Rồi xem nào. Quay, xong một hồi đi như kiểu là khênh cả chợ về xem là có cái gì nào. Này thì nhưng mà thấy một đống luôn nhỉ. Nhà có phá nhiều. Ông ấy cũng là mai ông đi thay. Chào mọi người, em xếp được không? Em xếp được không? Chào mọi người, chào mọi người. Chào mọi người, chào mọi người. Chào mọi người. Bà ngoại là gì Thảo? Bà ngoại tiếng mình là gì? Bà ngoại mà. Em Thảo tiếng Thái. Em Thảo. Ông ngoại. Ai Thảo. À. Ở đây mình có cái kiểu đặt tên nếu mà con sinh ra mà con cả đặt tên theo con không? Em. Là ghép tên con với bố ấy. Đúng rồi. Còn là bố này mẹ này đúng không? À cũng thế à? Ví dụ bây giờ Thảo thì người ta gọi chị thì bảo là chị Thảo ơi, hay nói tên con mình như thế. Thì khi gọi tên mình gọi tên con. Vâng. Nếu như là con trai đầu lòng thì gọi là như thế nào ạ? À con trai con gái đầu lòng cũng bình thường thế thôi ạ, cũng không. À. Dạ vâng ạ. Ví dụ như là để con trai em bé ngã. Không sao.
Ví dụ như là đẻ con gái thì sẽ là lên trước ông ngoại và ông bà ngoại đúng không ạ? Đẻ con trai là lên ông bà nội. Nhưng mà có cái cách xưng hô theo khác nữa. Ừ. Ý anh là gì? Má kia đi mẹ. Ông mắt kia đi. Ông bà nội thì là nội là cú đúng không ạ? Cú đúng không ạ? Cú ra ông bà nội là em ba. À rồi rồi rồi. Thế là cũng giống với đồng bào người Tây. Tức là nếu như mà không có kiểu là ai ra trước thì làm anh đâu đúng không? Không ạ. À đúng rồi. Bố là bố, à nhầm. Chú là con của chú là lúc nào cũng là em đúng không? Con bác là anh. À, chứ không kiểu là một số nơi là người ta là ai để trước thế mà trời trước là anh ấy. Này thì nhiều quá các bạn. Lung linh luôn. Toàn các chị các mẹ. Mình chả biết quay ai. Quay toàn cảnh cho các bạn xem nhá. Mẹ của bạn Thảo cũng rất là nhanh nhẹn luôn các bạn. Mẹ vợ của bạn nào đấy thôi. Sau này à, mẹ vợ của bạn mẹ vợ tương lai của bạn nào. Hôm qua mình tìm hiểu ý như 82 nhỉ. Dạ. Bạn Đô thì đang giải quyết ít việc riêng các bạn. Mấy nay đi lên bản người Thái hết cô gái này đòi bắt chồng, cô gái kia đòi bắt chồng. Xong là uống rượu các bạn. Thì bụng hơi đau một tí. Bạn ấy đang đi uống hộp sữa rồi. Cô để cháu thánh đi cho. Anh xem con xe còn sót cái này thôi. Lô ạ. Anh xem con xe còn sót cái bó bông chít. Bông chít à? Bông chít làm thế này. Cái đấy lúc mình mua ấy. Thiếu đúng không? Cái đấy mà chưa bóc ấy. Không. Thiếu bảo là làm cái này ăn thôi. Hai cái chưa bóc không? Hai bó. Em bảo xào ăn đi. Hai bó bông chít đâu? Mắc vào xe, mắc vào xe. Bông chít chửa ấy. Bông chít chửa đúng không? Mình à, quên đây mất này, cái bông đây chít chửa. Đây này, mình ăn cái này của nó này. Cháu phải có cái này. Mình này thì có một cái rất là đặc sắc các bạn, các bạn thấy các bạn đừng liên tưởng nhiều nha, mình đang nói đến món ăn nha. Cái chổi quét nhà của bạn làm từ chít đúng không ạ? Thì chính là cái bông chít này lúc còn non tơ mảnh mảnh các bạn thì có thể là món ăn các bạn. Và đây thì bạn Thảo đang giới thiệu cho bọn mình luôn cái món ăn này, đó chính là nộm hoa bông chít. Con gà mình mua bé tí chứ nó gầy thế. Hoa bông chít với lại là một thứ nữa là hoa hoa phát ca đúng không? Hoa phát ca các bạn. Hoa phát ca. Mình sẽ quay chi tiết cái món nộm này thì cái này thì chưa truyền tải bao giờ các bạn. Thì còn một số món ví dụ như là pa pỉnh tộp hay là thịt bò nữa thì hôm nay cả thịt gà nữa các bạn. Thì mình cũng thường quay rồi. Hình như là các chị mua xong quên cầm về rồi. Mẹ ơi. Cái gì? Bông chít đấy á? Quên cầm về à? Mẹ ơi. Má nấu rồi. Ô, cái này hồi bé hay ăn sống. Bà ướp bắp con cháu đấy là cùng ngươi đây nè. Con giúp lên má mà, nó nấu nó có ăn mới kín ngào ăn bay nó đánh ra nó bắt. Cần cầm chưa một tay em có cái kẻ em đi thôi. Nó làm máu xè nhưng mà thôi em. Thế sao bà? Kín lừ có kín hết má. Mỗi lừ chứ em con gà. Lúc nay em chứ kín cơm lại đây. Nó tộp đấy, mỗi lừ nó phá lừ nó tối. Thế này em ăn. Cái nộm này cần chanh không em? Có. À có dùng chanh nữa. Không ạ. Cháu chưa từng ăn bao giờ ạ. Chưa từng ăn bao giờ, nay thì lạ thế. Cái bông phát ca thì đã từng ăn rồi nhưng mà cái bông chít nộm thì chưa.
thực ra là làm món ăn thì chưa, nhưng còn bông chít thì thường thì như chăn trâu thường chưa, các bạn đi chăn trâu thì đã từng ăn rồi. Hôm nay các bạn mãn nhãn nhá. Các bạn xem kênh mình thường hay nói là đàn ông đàn bà đi đâu hết mà toàn cho đàn ông vào bếp. Nay thì các bạn xem là toàn là các mẹ các chị vào bếp và cùng bạn Thảo nữa. Đó. Tộp là gập. Chị đang thái thịt bò. Đôi. Đâu à? Là em đang hộp bà à? Không thì cái chỗ này là cần đến cơ bắp hơn này em này. Thái này thì bạn Đô bạn thái hợp lý hơn. Chờ bạn làm xong con cá với bà đó nhé các bạn nhé. Đấy. Không một cái rồi. Có cái gì cần đâu? Cô để cháu, cháu làm cho. Cô để nghỉ con làm. Ơi. Mày có tổn thọ con đâu đâu. Gọi là chị thôi. Chị thôi à? Em không biết mặt này. Em đi thái em đi mài con dao đi thì mới thái được. Thật sự rồi, em phải gồng mình ấy. Thật sự phải cái này có đỡ hơn không? Họ đi 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 thái. Để đi đây. Để mài đi em mới ấy được. Không là khó thái. Cháu cần với thịt bò đúng không ạ? Em đâu có mà để ở bên sao phải về tăng cân nhau hỏi em không ạ? À, hôm qua gặp bạn này ở Tà Mung. Bạn này bọn mình định bắt vợ ở đây các bạn. Nhưng mà hỏi ra mới biết là bạn ấy là người Thái. Bạn ấy mặc bộ váy của người Hơ Mông rất là xinh luôn các bạn. Bọn mình nhầm tưởng là người Mông cơ. Không nói thì cũng giống Mông thật đấy. Không nói là người Thái thì chắc Nếu em nói tiếng Mông thì mới chính là người Mông. Nhưng mà hóa ra là cô gái Thái các bạn ạ. Sau cái buổi ghi hình ngày hôm nay thì mình tin chắc rằng là cô gái Thái này thì anh em thanh niên bản sẽ về giữ rất là nhiều. Đấy, sợ mất bông hoa đúng không? Hỏi ra mới biết bạn này nhá các bạn nhá. Bạn này là hoa có chủ rồi nhá. Bạn là váy đen này hoa có chủ rồi. Đó. Ôi trời ơi, thật á? Đang chuyển đến, đang ế nhá, đang chuyển vô. Bạn nó trêu thôi các bạn. Tức là mình vừa hỏi ra thì là bạn có hai em bé ở đây các bạn. Hai em bé rồi, có gia đình rồi đấy. Đây là gì của hay là mợ của trạm Thảo à? Gì á? Gì ruột đấy. Em gái của mẹ em à? Không, gì họ thôi. À gì họ? Rồi. Vừa là có gì vừa nãy. À gì vừa xong. À. Ví dụ như là anh và anh Đô nếu như mà phải phúc ấy đúng không? Có phúc ấy đúng không ạ? Thì làm gì ở nhà em thì gọi là bằng gì đúng không? Cũng gọi cho em đúng không? Lúc đấy là em lên chức bà luôn ấy. À. Thảo nào ông Pháo gọi là gì nãy giờ. Chết thôi em, bạn vô bạn này cái nhất cái ly nhì tốc độ các bạn.
Đây ngồi. Anh báo gọi gì từ nãy giờ? Ây già được ấy nhỉ. Cứ thấy đứng gần với mẹ vợ từ nãy giờ. Ôi. Từ nãy bây giờ ai gọi gì ạ? Đừng cái gì nhỉ? Muốn ăn cắp bỏ cho người ấy. À, muốn ăn cắp bỏ cho người à? Muốn ăn cắp bỏ cho người à? Được. Này hay nhờ. Câu này hay. À. Con của gì luôn ý ạ? À luôn. Để thân tình các bạn nhé. Bọn mình sẽ gọi theo bạn Thảo đi. Gọi là gì luôn. Bạn rồi mình xin phép gọi như thế. Gọi bố mẹ bạn Thảo là cô chú. Gọi các dì, các mợ cùng như thế như em là được hợp lý ấy nhỉ? Được không? Đấy, cho thân tình các bạn ạ. Em bé bao nhiêu tuổi vậy ạ? Cháu hơn 2 tuổi. Ôi phải cõng như này à? Cháu bị ốm. Dạ đang ốm ạ? Vâng. Vâng. Thuốc thang gì rồi chứ không ạ? Cháu uống xong rồi. Vâng. Biết là chú Đô. Chú Đô ơi, chú còn sữa không? Dạ. Chú còn sữa không? Cái gì? Chú còn sữa không? Có. Cho em bé một hộp. Ở xe đúng không? Ở xe. Ừ. Bây giờ mình mới quay trên nhà được các bạn. Mình sẽ quay một chút cái bài trí của ngôi nhà các bạn xem hình dung. Đó. Đây, ưu tiên em bé ốm bên này, em ơi. Ok. Rồi. Chào nha. Mình không bao nhưng mà sữa này là uống được chứ. Con xin. Tao ốm à? Vâng. Mặt đỏ hết. Ôi xin. Không sao, không sao. Wow. Con xin. Con xin nào đi. Ở trên nhà thì ngôi nhà sàn thì bài trí như này các bạn, đó là một dãy như này là chỗ nghỉ đó, từ các thành viên trong gia đình, một bên, hai bên, ba bên, bốn bên đó. À. Ây à, con sữa có kẹo là vượt bé được ngay nhỉ. À mời Pino Kim. À rồi là tiếng Thái. Một số rất là nhiều các bạn khán giả xem là đồng bào người Thái các bạn nhé, có thể là cho bọn mình những cái bình luận bên dưới này. À rồi rồi, lúc sau thì chị nói xong đi, mình sẽ hỏi là cái gì. Mình hiểu được là mời Pino tức là mời anh em ăn bông chít. Đó, nữa là cái gì nữa đằng sau nữa thì mình không dịch được. Mày, cái này cứ chửa. Đây. Đây là con. Con này xin chào, giới thiệu ở bên nào nha. Ăn thèm nha. À. Mình dịch lại nha các bạn nhá. À rồi. Chị đang nói là hôm nay giới thiệu cho các bạn một món, đó là nộm bông chít các bạn ạ. Nộm bông chít với hoa gì đấy? Hoa chuối.
Mình đang gọi theo cái cách xưng hô với bạn Thảo. Thế là gì, sinh năm 90 ạ? Vâng. Thế là gì, là lấy chồng từ năm 16 tuổi cơ? Ôi à, cũng lấy sớm ác liệt đấy nhỉ. Con gái học lớp 9 rồi các bạn ạ. Này, vừa là đang hỏi chuyện. Ví dụ như bạn Thảo bây giờ là lấy được chồng rồi anh nhỉ? Gì nhỉ? Bạn ấy là... Bạn ấy năm nay 20 mấy tuổi. 20 mấy tuổi nhỉ? 22 đúng không? 22 tuổi. 22 tuổi, 22 đến 27 là tuổi lấy chồng đẹp rồi đấy. Em 26 rồi. Đô có thích bạn Thảo không? Gọi mẹ vợ luôn đi. Bắt à nhầm. Bắt vợ luôn đi. Anh làm thế. Anh đừng làm thế à? Anh đừng làm khó em à? Anh đừng làm khó em.